Chào mọi người nhé, hôm nay mình giới thiệu về hai mẫu đai bên mình đang làm là mẫu đai bán thân, này mẫu đai bán thân, này mẫu đai eo. Cách nhận biết đơn giản nhất là các bạn nhìn cái tấm thương hiệu này, tấm thẻ này, thì cái này bằng dạng thêu nhé, và loại kia thì bằng một cái tấm thẻ vàng vàng bằng inox, inox vàng. Đây, với hai là các bạn nhận biết là đằng sau nó sẽ có một dải kết nối xuống đùi này, đó. Thì về kết cấu của hai loại đấy. Thì đai eo thì nó chỉ có phần độc phần eo thôi, thì ưu điểm nó sẽ gọn nhẹ. Các bạn sử dụng thì thường thì sử dụng đai này ở trên việc là các bạn đi ở phần thân chính thôi, không phải đu ra cành nhánh, thì chỉ cần dùng đai này thôi, nó gọn nhẹ, tải trọng thì đảm bảo tuyệt đối. Các đường may là đường may rích rác này, cái phần đằng sau là đều có may thoáng khí hết. Đây, móc treo lỗ có 6 lỗ móc treo nhá. Đây có 6 dải dây, thì 6 dải này treo thoải mái đồ, nước nôi, cưa kẹo, dao dợ, chung là đầy đủ đồ. Sẽ có hai cái phần lỗ chờ để móc treo máy cưa phần này nhá, phần hông này này. Đó. Hai bên có hai cái. Và phần khóa này bằng inox. Cái này mình sẽ làm lớn, các bạn có thể móc 2-3 khóa, 2-3 dây vào đây vẫn thoải mái nhá. Cái khoảng cách này lớn. Thứ hai là ưu điểm cái này có một cái phần khóa bấm nhanh này. Các bạn chỉ cần chỉnh thông số eo của các bạn một lần thôi. Mỗi lần sử dụng các bạn thao tác là bấm hai cái này ra. Là tháo ra, tháo vào. Đây, bấm một bên không tháo ra nhé. Bấm hai bên thì mới bung được. Đó. Đây là ưu điểm của dòng đai eo này. Gọn, nhẹ và độ bền, độ an toàn cao. Vì hai lớp dù nhé. Hai lớp dù tải và cái phần chính như này. Nó sẽ là bốn lớp nhé. Phần tải chính đều có may rích rắc chịu lực ở đây. Trên và dưới đều có nhé. Thứ hai là dù này là dù liền hết. Cái phần đuôi dây đấy sẽ giấu ở bên phần bên này này. Đuôi dây sẽ giấu ở phần bên này thì bên này sẽ là 5 lớp dù chứ không phải 4 lớp dù. Đó. Đuôi dây này. Đuôi dây nó sẽ giấu một đuôi nó sẽ giấu ở đây này. Và một đuôi nó sẽ lên trên cái phần khóa bấm này. Giấu ở phần này. Đó. Thế nên là về tổng thể cái đai này sẽ là dù liền chứ không phải là dù nối ở các điểm tải trọng lực này. Đó. Còn về phần đai bán thân. Đai bán thân thì nó sẽ có phần eo như phần trên, nhưng mà nó lại có thêm một dải xuống đùi nữa, hai phần dưới đùi. Thì cái phần đai bán thân này ưu điểm hơn là các bạn có một dải dây đằng trước bụng này, các bạn phải móc cái khóa đu ở đây, các bạn có thể ra cành nhánh đu được, vì lý do là khi mà đu ấy sẽ tải trọng ở hai cái phần đùi, hai phần đùi dưới này, thì lúc đấy người dạng tư thế ngồi đấy thì mới đu được, còn đai eo thì không thể đu được nhá. Cố tình đu thì vẫn đu được nhưng mà để đu lâu dài đấy thì đai bán thân mới đáp ứng được nhé. Về phần trên này cũng đầy đủ cái lỗ móc như cái đai eo thôi, móc máy cưa đó. Nhưng mà đai bán thân thì nó sẽ có phần xuống dưới đùi riêng, phần xuống dưới đùi riêng. Thì khi các bạn đu ấy, các bạn dạng tư thế ngồi nghỉ thoải mái hơn so với đai eo. Đai eo các bạn nghỉ thì vẫn nghỉ được, nhưng mà các bạn đứng là phải chịu lực toàn bộ xuống dưới phần giày chèo các bạn hoặc là phần dây. Còn đai bán thân này thì khi các bạn móc dây treo rồi đấy thì toàn bộ nó sẽ chịu ở hai phần đùi này và phần eo. Còn giày chèo nó sẽ chỉ gọi là giữ thăng bằng thôi. Còn toàn bộ trọng lượng người mình sẽ ở dàn đều trên cái phần đai này tốt hơn. Nhưng mà đai bán thân này nó sẽ cồng kềnh hơn và nó sẽ nặng hơn so với đai eo. Đó, giá thành nó sẽ cao hơn. Đây. Thì tùy các bạn lựa chọn, tùy công việc thôi. Ví dụ các bạn chuyên đu những cây khó, làm cây khó ấy, thì nên dùng đai bán thân. Đều có phần may thoáng khí nhá. Đùi và eo đều có. Đây, cho các bạn xem rõ hơn. Thì đây là cái bộ chưa lắp ghép. Thì đây, ở phần trên, phần eo. Đó, đầy đủ. Tất cả đường may rích rắc, 4 đường đi lại nhá. Nghĩa là cái phần bọc ngoài cùng ấy, các bạn có ma sát vào đây nữa. Đất chỉ hết lớp ngoài nữa, sẽ còn 3 lớp bên trong tải lực nữa. Thế nên các bạn yên tâm về vấn đề là không thể làm sao mà mài mòn được cái lớp dù bên trong đâu. Hoặc là lớp chỉ bên trong đâu. Đó. Còn cái phần tải xuống đùi đây, may rích rác hết này, đường chấn giữ này, 4 đường chỉ kéo dài nên không thể sợ bung được. Phần đằng sau là đều có may đây, may thoáng khí nhá, may đường thoáng khí. Đó. Chạy viền, viền này viền dù nhá. Còn phần dưới đùi đây, phần dưới đùi sẽ có một dải dù bán to 5 phân. Ở phần đây là phần tải lên đùi trên này. Đây các bạn nhìn cái số dù tải từ trên cái phần khóa ba lỗ xuống này, khá lớn nhá. Đó, dày lắm. Đây phần này.
tất cả những cái phần tiếp xúc với cái phần bằng kim loại này đều có một lớp dù bảo vệ, gọi là dù chống ma sát ở bên trong á, không liên quan gì đến dù tải chính ở bên ngoài nhé, để tránh cái trường hợp mà tải lực căng ấy mà chịu ma sát thì nó sẽ rất dễ bị mài mòn. Thế nên là sẽ làm một cái lớp dù bên trong không chịu lực mà nó chỉ chịu ma sát, chịu tiếp xúc trực tiếp với cái này thôi, nên độ bền nó sẽ cao hơn rất nhiều so với mình làm trực tiếp nhé. Cái này là một vài kỹ thuật về may. Thứ hai là những cái lỗ này mình có may thừa ở đây, các bạn chỉ treo chai nước hoặc là móc cái gì vào đây cũng đều được hết nhé. Đây, những cái lỗ này này. Đây, cái phần này. Đây, may cố định. Thì cái trường hợp may kiểu này đấy, thì các bạn nhé, nhìn đây là một dải dù này. Các bạn nhìn đây là một dải dù, nhưng mà cái phần tải chính là hai dải. Vì lý do làm sao? Vì kết nối một dải dù đây, nhưng mà khi bấm khóa, bấm nhanh ấy, thì nó sẽ kết nối ngược lại dải dù bên kia. Thì khi mà tải lực ấy, thì nó sẽ chia đều sang hai nửa dải dù này, thì nó sẽ thành hai dải như bên tải chính nhỉ nhá. Cái này là một vài kỹ thuật về may đa an toàn mình tìm hiểu được ở bên nước ngoài, nên là các bạn yên tâm về tải trọng của cái đai này, nó cực lớn luôn, không thua kém gì so với những hàng đai nhập nước ngoài nhá. Nhưng đổi lại thì giá thành bên mình làm thì yên tâm về giá thành sẽ đảm bảo là phù hợp hơn so với đai nhập rất nhiều đó. Những cái khóa này bằng inox hết này. Về độ bền thì sau này cái đai này các bạn dùng cái này lâu năm ấy, này có mục hay là hỏng đi chăng nữa thì mấy cái phần khóa này mình đều trưng dụng lại được hết nhé. Mấy phần kim loại bằng inox nó không hỏng nữa đâu, nên trưng dụng lại được hết, thì sau này các bạn gửi lại về mình đi chăng nữa, mình may nữa thì nó cũng vẫn rẻ hơn so với mua toàn bộ. Nên là yên tâm về sau này, cũng như là hầu như xác định là mua một lần đó, còn sau này thì gọi là mất tiền bảo dưỡng hoặc là sửa chữa thôi. Đây, tất cả được may zig zag hết nhé. Đây, cho các bạn xem này, bên trong này hai đường zig zag chứ không phải là một đường đâu. Đây, bạn nhìn này, đó, hai đường zig zag nữa. Thì cái tải trọng của cái đai này cực lớn luôn, nên các bạn yên tâm về sử dụng. Còn bản đệm cái này thì đều là dạng 20 phân, đùi trên và lưng, đệm trên và đệm lưng đều 20 phân nhé, bản lớn đó. Giá của cái đai bán thân này năm nay sẽ là 1.520.000. Bảo hành các bạn 12 tháng sử dụng, sau này hỏng hóc sửa chữa thì cứ gửi về mình sẽ hỗ trợ hết cỡ. Đây. Cảm ơn mọi người xem video nhé. Chào mọi người.